Một bạn hỏi là: chị ơi, em bị một bạn đi ngược đường lao xe qua, em đi hơi nhanh một chút và phanh gấp, em bị té xe ngã sóng xoài. Bạn đó dừng xe, dắt xe em vào lề đường, hỏi có bị sao không. Chân và tay em bị trầy, xe có bị xước nhẹ. Bạn đó đi mua thuốc sát khuẩn và băng dán cá nhân dán cho em. Lúc bạn ấy làm xong, dù đang còn đau và hơi choáng, nhưng em vẫn đứng dậy dắt xe đi. Thậm chí em còn cảm ơn bạn ấy. Bạn ấy cũng không xin lỗi hay nói gì, em không rõ, vì em đang rất vội, cũng không để ý. Em hiểu mình không bị vấn đề gì quá nặng. Bạn cũng đã có thái độ tốt, mình không nên ăn vạ hay làm khó dễ người ta. Em học từ chị là nên học tha thứ, thấu hiểu cho người khác. Nhưng không hiểu sao lúc về nhà, em bình tĩnh lại, em vẫn cảm thấy tổn thương vì không nhận được lời xin lỗi của bạn ấy. Lúc đó em chỉ nghĩ là nên thấu hiểu cho người khác, nhưng sau đó em cảm thấy hình như mình đã không dành cho bản thân sự tôn trọng nhất định thì phải. Em muốn hỏi chị là: thứ nhất là nên thấu hiểu cho người khác là tốt, nhưng trên nền tảng phải tôn trọng cảm xúc của bản thân phải không chị? Thứ hai là nếu quay lại lúc đó thì em nên nói và làm gì chị? Em thấy bạn này còn cái câu hỏi phía sau nữa, nhưng mà chắc là mình phải trả lời cho bạn trước đó chị. Ok, thì câu hỏi của em á là nếu mà cho dù cái người tông em đó, tông xe á, là nam hay nữ, nhưng mà em thấy á, là nếu mà em thấu hiểu thì em phải hiểu như thế này, là người Việt rất là dở trong cái việc nói lời xin lỗi. Mà chị nói là cho dù chị qua Mỹ mà không biết bao nhiêu lần chị có cuộc gọi điện thoại là nói rằng á, tao chỉ muốn nghe nó một lời xin lỗi thôi, mà bạn biết á, hả, là mười mấy năm người kia không nói câu xin lỗi, mười mấy năm người Việt mình rất là dễ. Nhưng mà nếu mà quay ngược lại mà nhìn cái hành động của bạn ấy thì những hành động bạn ấy rất là xin lỗi rất là nhiều, có nghĩa là bạn đã đi lo cho em, đã băng băng đã đồng ý, thì bạn nghĩ rằng đó là lời xin lỗi. Và nếu mà bạn không thấy lỗi thì bạn đi rồi, nếu mà bạn ghét bạn là bạn đã đi rồi, thì đó là cái sự thay cho lời xin lỗi. Thì tuy nhiên là nếu mà mình thấu hiểu thì mình thấu hiểu tới cái mức đó. Còn của em thì em thấy về em thấy là hình như có cái gì đó sai sai. Nếu như mà mình thông cảm và thấu hiểu cho người đó nhưng mà không tôn trọng mình, thực ra là mình rất tôn trọng mình, mình rất là yêu thương mình, cho nên mình mới thông cảm và thấu hiểu cho người khác. Cái việc mà người ấy đối xử như thế nào đối với mình nó không liên quan đối với mình là coi mình có tôn trọng mình hay không, hai cái đó nó không liên quan. Không có nghĩa là người kia, một cái người tới mạt sát mình là mình không tôn trọng mình. Cái thái độ của mình tôn trọng mình không không cần biết người ngoài đối xử với mình như thế nào. Em đang nối hai cái sự việc này với nhau. Em thân nối hai sự việc thế nào? Nếu mà em cứ nối hai sự việc này với nhau, có nghĩa là em quan sát cái thái độ người khác để đánh giá định vì cái giá trị của mình là không có ổn. Là tại vì cái giá trị của em, cái thần thái của em, cái tôn trọng bản thân, yêu thương bản thân mình đã nằm trong máu mình và nó là như vậy là như vậy. Còn cái người kia có làm mình như thế nào đó là chuyện của người khác. Tại vì lúc mà em tách được hai phần này ra rạch ròi là em sẽ không bị tổn thương. Tại vì nếu em nối vào thì em thấy là em ra đường á, 1.000 người khác nhau, và những người kia sẽ làm theo cái kiểu thói quen của người ta thôi, chứ không phải làm theo theo cái chuẩn của xã hội. Thì lúc đó là em sẽ bị tổn thương rất là nặng. Nếu mà em quan sát là người khác làm gì đối với em thì em có thấy được tôn trọng hay không. Cho nên việc của em á, nó không có mâu thuẫn gì ở đây cả, hoàn toàn không có mâu thuẫn. Cái việc em thấu hiểu người khác, em quan sát cảm xúc người khác, em quan sát cái hành xử và thái độ người khác, đó là cái chuyện mình quan sát để thấu hiểu. Còn cái việc em tôn trọng của em là một cái mảng hoàn toàn khác, mà cái mảng này em phải nhất định là củng cố nó, gia cố nền nó, làm cho nó chắc lên để cho những cái ngoài kia không thể nào lay động được. Thì đó là cái phần mà chị trả lời cho cái câu hỏi của em, là có mâu thuẫn trong cái việc mình tha thứ cho người khác dễ quá là không tôn trọng mình hay không. Nếu mà bạn ở một cái level cao á thì bạn thấy rằng á là lúc mà bạn tha thứ và thấu hiểu cho một cái người nào mà gọi là thấp hơn mình á, thì trong mình đã có cảm giác rất là tự hào rồi.
Mình không cần người ta tâng bốc, mình không cần người ta tỏ thái độ, cũng không cần lời cảm ơn luôn. Mình biết mình là ai, mình biết mình làm cái gì và mình biết mình đang làm gì đúng sai. Còn cái người ngoài kia hầu như không không ảnh hưởng, hầu như không ảnh hưởng được. Thì đó là cái câu trả lời của chị dành cho em. Chị hiểu cái cảm giác của em. Nhưng mà do có lẽ là em chưa thật sự có cái hạnh phúc tự lân, hoặc là cái bản lĩnh, cái nội lực từ bên trong, thì mình phải gia cố cái nội lực đó hơn. Hoặc là em trải nghiệm qua nhiều hơn thì cái phần đó nó sẽ lớn mạnh hơn. Mình sẽ tập từ từ.